quyền năng khổng lồ kiếm tử thần. Thôi mấy ông tin tôi đi, cái con Vex này nó cầm cái quyền năng khổng lồ cũng được. Rồi cầm quyền năng khổng lồ cũng được, nhưng mà nó bị cái con kia thổi chết rồi mấy sớp. Tính ra là tôi đưa đồ tăng cho nó luôn rồi đó mà nó cũng chết nữa đó. Má thập tử nhất sinh. Thôi đừng học, nghỉ đi. Bây giờ cái thi cử giờ là chỉ đốt nhang thôi chứ học hành gì. Hôm qua em với lại cái con bạn qua nhà của nhỏ kia ăn xong, cái bạn em nó bị đau bụng, cái nhỏ kia đổ thừa là em bỏ thuốc độc xử nhỏ đó sao giờ hiếu. Không, nhỏ nó giả bộ với em, giả bộ cố tình á. Nó nói là em bỏ thuốc độc vậy thôi chứ nó đang đọc em á. Nó đọc em như cuốn sách luôn em. Trời ơi là trời. Bắt đầu giao tranh sẽ cho tất cả các tướng đồng minh xung quanh mình. Vậy là cái này, cái này. Không, con này phải đứng ở đằng sau. Ừ, vậy đi, như này đi sẽ ngon. Vậy bán Kai'Sa đi đúng không? Bán luôn Lee Sin đi, nhà của mình sẽ chơi tăng. Nhưng mà mình không có sức, mình không có đồ luôn á. Không có bất kỳ một cái món đồ nào cho cái nhà này luôn. Chơi siêu tèo đi anh Hiếu ơi, top 1 Hiếu ơi. Giờ Hiếu đánh tăng nè, Hiếu đánh mấy cái chẳng hạn như là bây giờ tôi chơi 4 ngu binh á, 4 ngu binh là lụm luôn. Nhà của tôi mạnh mà. Hello anh Hiếu, chào bạn Nguyễn Thành Trung nha. Hello em. Hello bạn, hello sủi lỏ. Ừ, chào bạn Đặng Khánh Duy nha. Hello shop. Cho Velgo gậy phép á anh. Ừ, cho con Velgo cho cái nhà này nó carry được. Lấy súng hải tặc nó rơi ra tiền, biết mà, cái đó biết. Hồi nãy tôi phân dân dữ lắm á mà tôi không biết tôi lấy cái gì. Nhà này đâu có chơi thần đồng được nữa đâu mà chơi rồi nè. À, đây rồi. Vậy mình chơi con vét linh vật đúng không? Nhưng mà mình phải có 4 linh vật, vậy bị thiếu một linh vật rồi. Thiếu con nào? Thiếu con Malphai. Ok, nhà mình có con Malphai vô nữa thì mình sẽ chơi 4 linh vật và mình sẽ đưa cho con vét carry. Thôi chùm mẹ rồi. Đánh linh vật lữ khách hay không? Cao nào hồi nãy nói tôi là chơi thử lữ khách hay không đi nè. Tôi sẽ chơi cái lữ khách hay không cho coi. Linh vật thử khách hay không? Chơi ba ngu binh thôi anh. Có một thằng ngu đang livestream rồi. Trời ơi sao chửi anh vậy em? Em thách anh Hiếu dám nói chuyện với ngoại em là anh thương em á, anh Hiếu lời bà lăng. Thôi, chi vậy? Câu chuyện em muốn nói với anh Hiếu là cho em mượn tiền trả shipper đi anh. Rồi sao đặt tiền rồi, có tiền shipper rồi hả? Không có cũng đặt nữa. Anh Hiếu hôm nay em bị cái con kiến nẻ, nó nẻ vô cái mỏ của em. Mỏ em hổn quá hay sao là do em xui anh. Nó nẻ là nó đẻ đó hả sếp? Đánh ngu binh xong cái game ngu luôn. Nhưng mà mình có cái này nè, là ngu binh sẽ được thêm giáp với kháng phép nữa. Mà cái bẩm sinh của ngu binh đã là giáp với kháng phép rồi. Vậy có nghĩa là tụi nó trâu thiên hạ vô địch luôn. Đam thì không thấy đâu. Nếu rảnh thì anh Hiếu vô Roblox chơi với em đi nha. Ừ, cảm ơn em. Chơi đảo chích đi ông già. Giờ ông già không có quay đầu kịp nữa rồi. Lữ khách hư không bị out meta rồi anh. Mình chơi vẫn được mà. Mình chơi lữ khách hư không, nhưng mình chơi lữ khách hư không linh vật mà. Sao out meta được? Cái linh vật nó đâu có nét đâu đúng không? Em cũng đánh cờ nè. Em cũng đánh cờ nè già, ra Tân Phú chơi đi ông già. Hồi má, người ta có mái nhà sao người ta không chơi. Linh vật lữ khách hư không kẹp với cái bộ cái với lại cái hộ công là bao mạnh. Ừ. Kẹp với cái bộ lão của tôi nữa là mạnh luôn. Kẹp với cái bộ lão này nè. Tưởng vậy chứ cái đó phải kẹp với cái bộ lão nữa. Cái con phiêu ra này chắc bỏ quá. Nếu mà chơi ngu binh cho con phiêu ra này chắc không cần đâu. Hiếu nghĩ là Hiếu nên chơi cái con Annie á, cho nó tăng thì ngon hơn. Đam thì bây giờ mình chỉ cần mỗi một mình con này thôi. Lát nữa đam phép mình sẽ có con Vex, nên là mình cho nó càng trâu càng tốt. Trời nay phát âm tiếng Anh chuẩn quá ha. Con Vex. Tối nay có sủi không Hiếu? Không á. Bộ não trái nho. Bộ não trái nho là bộ não chó nhai phải sớp. Bộ lão siêu thần. Phải có cái bộ lão. Cái bộ lão này. Lấy cái tăng đi, lấy đồ tăng. Ơi, trời ơi, lấy được cái sàn top 1 luôn á trời. Trời, tôi lấy được cái sàn là nhà của tôi là chơi cả 10 linh vật luôn. Biết mà, sao tới mình được. Mất hết tất cả mọi thứ. Yasuo là ngon nhất. Lấy Yasuo về mình sẽ được thêm cái áo kháng phép.
Đây rồi, đủ linh vật rồi. Đây, nhà của mình sẽ đánh như thế này. Và mình sẽ đưa cho con Alita linh vật. Đây, nhà của mình nó sẽ là chuẩn form, nó sẽ là như thế này. Là chuẩn form dữ chưa? Hay là mình bán con nhím đi ta? Nếu mà Hiếu bán con nhím thì ngon hơn đúng không mấy shop? Giờ để nói nha, nếu mà Hiếu bán con nhím á, thì Hiếu sẽ lấy lại được cái áo này, cái Hiếu đưa cho con Annie lên thì nhà của Hiếu sẽ có thêm hai hai ngu binh vô nữa. Thôi kệ đi, vậy cũng ngon rồi, vậy cũng trùm mẹ rồi, nhà vậy má anh ta rồi. Trời, nó quýnh vậy bao bao đời mới chết nổi cái con Alita này luôn á. Xong rồi lát cho con Alita hộ công vô nữa. Trời ơi là trời. Nhà này chắc quýnh không bao giờ thua chắc nào luôn á. Trời ơi là trời. Để coi thử coi tụi nó chơi phép hay là vật lý. Để mình biết mình lên đường mình hỗ trợ. Vệ binh tinh tú là đánh phép rồi. Ma pháp sư là đánh phép rồi. Trận này cho nó đánh phép hết rồi. Trời ơi là trời. Nan đề kha ta cô rư. Thôi làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi. Thôi. Trời ơi má ơi. Thôi nó dụ người, mọi người ơi, nó dụ tôi. Nó dụ tôi mấy shop ơi. Sao giờ này lại ra Viogo rồi? Có nên đổi bài không mấy shop? Lát nữa cái lớp bơ lấy hết cái nỏ xét thì hộ công nhà Hiếu vô dụng. Nó khắc phục mình. Ôi. Mà nhà mình đang chơi linh vật nó cũng vô from rồi mà. Mình chơi linh vật lãng cách hư không mà. Vô from rồi. Số đá còn lại mày giấu ở đâu Hiếu? Giấu dưới đít giường nhà tôi á má. Mà chơi một nhà thôi mà mình tham quá là mình cút á. Hello quốc vương nha, hello shop. 4 ngu binh 3 ngoại đạo, very con Vego carry bao mạnh. 4 ngu binh 3 ngoại đạo hả? Ê, 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 ê. Ê. Vậy đúng rồi. Vậy là mình chơi ngu binh. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vậy là mình chơi cái gì đó. Cái gì đó? Cái gì mà gì đó? Quên rồi ta. Cái gì quên mẹ nó rồi, trời bực ghê á. À, lát nữa mình sẽ chơi cái 4 ngu binh. Rồi nè, mình chơi 4 ngu binh đi nha. 4 ngu binh xong sau đó là mình chơi thêm 3 lãng cách hư không nữa. Sau mình cho lãng cách hư không biến thành ngoại đạo. Vậy có nghĩa là mình sẽ có 3 ngoại đạo, mình có giờ hiên với lại Viego carry. Sao mình đút con Sona vô tình nhân để con Sona nó bơm máu cho cái nhà này không chết nữa. Trời ơi là trời, cái thứ lèo chịu lòi, thứ lèo chịu lòi. Thứ bảy chủ nhật nó chịu còn không lòi. Thứ bảy chủ nhật nó chịu còn lòi, nhưng mà mình vẫn thua nha. Nghĩa chải thì. Hello Trần Luân nha, chào em. Bánh béo, bánh biếu, bào, bem, bột, bách, bốt, bảng, bà, bày, bịch, bích. Ba bi banh biếu bu bú bu với bùn bùi bị bảy bu bỉ bồn. Tối nay có sủi không anh Hiếu nói để biết đỡ bưng ở. Không má, tự nhiên sủi má. Lữ khách không kẹp ngoại đạo. Sao lữ khách không kẹp ngoại đạo được? Sao không rip tin nhắn của shop? Shop nào vậy shop? Sao lữ khách không kẹp ngoại đạo được? Lữ khách được không, mình cho cái con lữ khách được không nó kẹp ngoại đạo là được mà. Ok, lấy thập tử nhất sinh. Thôi, cút đi. Thôi cút đi. Tôi chốt bài là tôi sẽ quýnh cái linh vật lữ khách hay không rồi. Tôi không có tham nữa. Chốt bài, chốt hạ đi. Chứ mình để mình suy nghĩ nhiều quá không có chịu được. Suy nghĩ nhiều quá tôi suy nghĩ không được, tại cái não tôi, cái bộ lão của tôi nó không có nhiều tới vậy, nó không có nhiều tới mức mình suy nghĩ vậy được.
em trễ livestream 1 tiếng. Ờ không sao, anh chỉ còn Lucian với Zenith thôi. Thôi dẹp hết rồi, bỏ rồi, không có chơi nữa. Giờ tôi chỉ chơi cái linh vật thôi đó. Tôi bui ra 6 linh vật lữ khách hay không ngoài đạo. Ơ lữ khách hay không? Lữ khách hay không linh vật. Má không có con nào 2 sao luôn, nhà tàn. Có mỗi một mình con Narcissus 2 sao, đéo hiểu. Nhà như cái dầu bưởi người ta vậy. Nhà vậy mà đánh vẫn được nè, vẫn ổn nè. Hello bạn Nguyễn Ngân Khánh nha, hello fan bay níu nha, bye bye bé heo nha. Hello anh, em vào hơi muộn bởi vì em vào hơi muộn bởi vì em bận giúp đỡ mọi người một tay. Trời ơi, hello Dương quá nha, hello shop. Chơi game là phải có bộ lão nha anh Hiếu ơi. Ok. Top 8 rồi, hello bạn Kurumi nha, hello shop. Em mắc đáy quá anh Hiếu ơi. Em đang đi đáy giùm em đi. Má tự mắc đáy thì má tự đi đáy một mình má đi nha má. Anh Hiếu ơi, để cái bao cao su ở đâu vậy đây? Em cứ bỏ đại ở trên giường đi là được nha em. Đêm qua em tuyệt lắm. Gắn đồ cho con vét đi ha, để cho con vét nó carry tạm. Thôi kệ, mình đánh chịu thua cũng được, không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu, tôi lo được. Sao lại top 8, sao lại top 8, phải tin tôi. Mấy ông không chịu tin tôi gì hết trơn á. Phải tin tôi. Giờ tôi lấy được cái nước mắt về cái là tôi chơi đưa cho cái con kia là lụm luôn. Game gì vậy Hiếu? Cái này là gọi là TFT em, gọi là đó đấu trường chân lý á, cờ một cái nằm trong liên minh. Tuy là nó không có khiến cho chúng ta phải sử dụng quá nhiều cái gì đó đi, nhưng mà nhìn vậy thôi nó rất là chất xám. Má ơi, cái pha bích lỗi Hiếu rùa VL. Cái pha bích lỗi nào? Cái tập tử nhất sinh đó hả? Đồ vét ngon nhất là quyền trượng ở shop nè, đúng rồi, tôi lấy quyền trượng về cho nó nè, quyền trượng với lại cái chí mạng. Giờ chỉ cần là nó càng trụ càng lâu thôi, nó trụ càng lâu thì nó càng mạnh. Thôi giờ roll đi ha. Mình roll để mình kiếm mấy con mà nó 2 sao. Trời ơi. Thứ nào đỡ nổi luôn á. Hậu công, có hậu công rồi. Ok. Thôi, nhiêu đây thôi, đừng có lắc nữa, đừng có roll nữa, roll cái cuối thôi, cái cuối. Nai sư. Ủa, con Annie có chơi đầu Nai sư má? Lộn 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 con, còn lộn con, lộn con. Ủa Annie đâu có chơi đâu ta? Hay là bỏ con Annie vô thế chỗ của con Echo đi, tại vì ngu binh thì nó đi với lại ngu binh nó đi với linh vật ngon hơn á. Đúng không? Tại ví dụ mà nó bị giảm máu xuống một cái ngưỡng nhất định đi, thì cái linh vật nó sẽ hồi máu lại cho nó, vậy là nó có tỷ lệ là khiến cho một con ngu binh sống lại. Còn cái trường hợp mà kia thì không. Mày đi, mày chỉ có đi thôi, chỉ có đi thôi. Bạn ơi, trời ơi, tôi bán con đàn chi vậy? Trời ơi, lộn rồi. Thôi để tiền lên cấp đi. Má lại lộn cái bán luôn nhỏ. Ngu binh đi với ngu học nó mới hợp shop. Hay vậy quá. Chơi game khác đi ông già. Ồ có gì ông già chơi. Có là Nguyễn Duy nha. Lại được anh Hiếu gọi tên sau 100 năm. Cụ thể là ngày hôm kia. Hay quá. Hello con danh Nguyễn nha, top 8. Giờ cá không? Giờ cá gì với tôi? Tôi nói cái lobby này tôi không phải nói là cái lobby này nữa, mà cái bài này tôi bui ít nhất là phải vô top 3. Cái bộ lão gì toàn lỗi không? Bị lộn shop, bị lộn. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Anh Hiếu cút mẹ luôn đi. Sao để chat dính cục vậy em? Tao giấy Facebook nó khóa luôn cái mày cho mày vừa. Ba cái lỗi vàng rồi đó anh ơi. Vậy chắc lỗi sau hy vọng ra lỗi tướng đi ha. Ra lỗi tướng cái nó cho Hiếu giận hiên á, cái con giận hiên mà mỗi lần tham gia hạ gục á thì sẽ cho vàng á. Trời ơi, đâu má thiệt, nó thiệt. Đưa nó nếu mà nó đưa cho tôi cái lỗi đó là tôi top 1 chắc chắn luôn. Nhà này mình đánh bằng tiền thôi chứ đánh bằng gì nữa. Chơi thử ARK đi ông già. Ok, có dịp ông già chơi. Trời ơi, cái con vét của tôi bất tử luôn, không ai đụng tới con vét được luôn. Dữ dằn luôn. Cái nhà gì đâu phải quýnh hoài không chết. Rồi, để lên cấp luôn, để lên cấp luôn, nhà thập tử nhất sinh luôn. Thập tử nhất sinh. À, sau khi kích hoạt hiệu ứng này, đơn vị của bạn sẽ nhận vĩnh viễn 180 máu, 18 giáp và thêm kháng phép. Rồi sau đó sẽ nhận thêm 18% hút máu toàn phần. Thập tử nhất sinh, thứ nào đỡ lỗi. Cái thứ nào đỡ lỗi. Top bọt gì top mà có nhìn bích hai cái lỗi đầu thấy ứa máu về lờ. Gì đâu buồn shop.
bác trưởng miss hai lần không sao, nhưng mà nó có tôi, nó có cái sự hậu thuẫn của tôi. Bây giờ nó ra lại con Annie nè, mình lỡ bán con Annie rồi sao mình chơi con Annie được, đúng không? Bỏ Alita vô cho nó tăng cờ. Ủa, bỏ con Vác vô cho nó trưởng. Thôi dục con Vác lên lên hàng đầu này luôn đi ha. Nếu như mà con Vác nó chết á thì cũng được. Tại vì nếu mà nó chết á thì nó sẽ trở thành cái người đi hỗ trợ, đúng không? Trở thành cái người đi hỗ trợ. Cái người đi hỗ trợ thì được hưởng cái kia mà. Cái mỗi lần một con linh vật ngã xuống thì nó sẽ cộng thêm 1% hồi máu mà, đúng không? Mình dục lên cho nó chết luôn cũng được, ngay từ đầu luôn. Má ơi, cái nhà người ta mạnh vậy nè, bằng nào nó dám nói tôi top 8, tôi cũng không hiểu luôn. Gan to bằng trời. Ủa quên lấy cái gì rồi? Quên lấy lữ khách hư không rồi. Lội tướng, lội tướng, lội tướng, lội tướng, lội tướng. Má ơi, rồi đưa cho con Echo linh vật thì thứ nào đỡ nổi. Trời ơi là trời, bây giờ tôi có thể kiếm được con Alita khác không? Hoặc là kiếm được cái đồ gỡ đồ của tôi, gỡ đồ của con Alita có tôi đưa qua. Tôi đưa đồ qua bên cho con Echo cái chở cái thành cái trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Giờ bị thiếu một linh vật rồi, bị thiếu con Lulu. Con Lulu là mảnh ghép cuối cùng của nhà chúng ta. Hello con Nguyễn Thị Hồng nha, hello em. Con Leona ngon hơn con Echo đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi, lấy con Leona. Đúng rồi, thank you, thank you. Vậy bỏ cái con Echo đi. Lát nữa mình lấy con Leona thì ngon hơn. Tại vì con Echo nó sẽ ngon, nhưng mà khi nào mà nhà của mình có cái kia kìa, có cái dãy binh tinh tu á, thì mới ngon. Còn không có cái dãy binh tinh tu thì nên chơi con Leona, đúng rồi. Ơi Leona là ngoại đạo nữa. Vậy thì mình có thể chơi ngoại đạo, hoặc là mình sẽ chơi linh vật tùy theo trận nữa. Á đù. Ê hay đó sốt. Ê tôi mới coi được cái bài này hay quá nè. Đó giờ có biết đâu. Vậy là tối ưu là cái này. Kiếm con mọt Kana lấy CC đi Hiếu. À tại do Hiếu để cái con Narset lên trên đây cho nó CC đó ạ. Nó cũng có CC đó. Mà có cái con Morgana cũng ngon. Con Morgana cho cái nhà này thì cũng giòn. Nè lữ khách nè, lữ khách hư không nè. Giờ chỉ còn thiếu mỗi một mình con dần hiên nữa thôi. Thiếu dần hiên nữa là nhà của mình sẽ có 4 linh vật. À lộn, có 6 linh vật. 6 linh vật. Bán ra mết không ta. Ôi trời ơi, sao đã không cho con ra mết linh vật. Không ai nói tôi hết. Cái con Ramos mà nó còn là linh vật nữa thì sao nó chết? Trời, cái con Ramos của tôi mà nó là linh vật nó sao nó chết bấy xóp thiệt luôn á. Nhà này bui ác thiệt cái chứ. Mời con Ramos linh vật ngon hơn á, tự nhiên đưa con Echo linh vật đần thúi thiệt chứ. Em đổi, có nên đổi tên không Hiếu? Thôi đừng đổi. Thôi đi ngủ nha, 7 giờ tối vô lại coi lại team tiếp. Bye bye Nguyễn Hoàng nha, bye bye shop. Ơ 50 vàng trận trước sao không cộng vô game này? Mày khịa nữa. Mày hay khịa quá. Con Echo kìa. Cho Echo nữa kìa. Lấy Echo cũng được á. Lữ khách hư không kẹp thêm một linh vật kẹp Velgo, ngu binh Leona thay Echo thêm hộ công ngoại đạo tròn bài. Rồi đọc nhanh quá tôi không có nghe luôn á. Lữ khách hư không thêm một linh vật kẹp cái con Velgo ngu binh vô, xong sau đó bỏ con Leona đi xây đâu bên ngoài thêm vô trong đây tròn bài. À hợp lý không? Đúng rồi. Vậy là mình sẽ không cần cái con Lulu luôn. Có gì nếu mà đổi thì mình sẽ đổi thành cái con này thôi. Mà cái vấn đề là nó không có ra cái con kia cho tôi á. Ông kia nói là thay cái con ngu binh
thay cái con ngu binh là cái con này, vậy mình bỏ cái con này đi, mình không chơi hủ công mà mình chơi ngu binh. Mình chơi ngu binh thì mình sẽ có ngu binh ngoại đạo, rồi mình kẹp thêm con dần hiên vô nữa thì mình sẽ có ba ngoại đạo, Leona vô nữa thì mình sẽ có ba ngoại đạo, sáu linh vật. Chuẩn, chuẩn xác. Suy nghĩ hai cái shop. Chuẩn rồi. Cho em chơi chung 100% là từ bạch kim rớt xuống đan đồng luôn Hiếu. Bởi vậy tôi mới không trong chơi chung á. Bỏ ra mết. Bỏ ra mết Echo lấy Leona với lại Viago. Chuẩn rồi. Nói vậy mà nãy mình bán con Viago ha. Để nó kiếm lại nó. Dễ mà. Dạo này livestream ít người xem nha anh. Ở buổi trưa vắng lắm em. Buổi trưa vậy là đỡ đó. Nếu mà em vô mà khoảng tầm 2-3 giờ là chỉ còn có 200-300 thôi. Hello con Thảo Duyên nha. Hello shop. Ron đi để tiền rồi chết. Tính để up cấp mà. Đâu có Ron đâu. Để lên cấp 8. Lên cấp 8 kiếm con Lulu dễ hơn. Tôi vẫn đang mơ mộng về con Lulu nhiều hơn là cái kia. Nhà của mình là thập tử nhất sinh mà. Tí nữa mình bung tiền mình chơi thập tử nhất sinh thì cũng được. Nhà lên cấp 8 đi rồi rôn mẹ luôn. Hello shop, chào bạn Trần Nguyễn Ngọc Phong nha. Hello fan. Em rút kinh nghiệm sau biết bao nhiêu lần bị khóa rồi. Em không có nhu như cái người bị Facebook ban 27 ngày đâu ạ. Thì mới lần đầu mà. Chơi game bằng chân đi ông già, chân trời lý tưởng ha má. Em lên đổi tên không anh? Đổi cũng được, không đổi cũng được. Tối nay chơi Ome TV nha anh. Ừ, có dịp anh chơi. Lấy lại cái ấn linh vật đi. Ủa đâu, lát rồi mình bỏ con Ramos mà đúng không mấy bạn? Con Ramos mình đâu có chơi đâu. Nhưng mà cái con Ramos để vô trong đây nó lấy CC rồi xong. Nhà của nó chơi con rồng rồi, linh vật của mình si nhê gì nữa. Cái nhà của cái thằng này là cái nhà duy nhất mà tôi cần phải giết nè. Nhà của cái thằng đó là cái nhà duy nhất mình cần phải giết rồi đó. Giết sớm đó thôi. Nó khắc chế bài nhà của mình. Đây rồi, được khách hay không đây rồi. Để tôi coi thử coi là cái con giáp nó có được hưởng cái đó không. Ờ, con giáp nó vẫn được hưởng giáp với kháng phép kìa. Ngon luôn á shop. Xem like lâu rồi nhưng chưa ấn theo dõi. Ở đâu có sao. Khi nào mà cái thấy livestream á rảnh thì ghé coi thôi là được rồi, là ủng hộ dữ lắm rồi. Con Vác có nên đưa cho nó kiếm súng hashtag không ta? Đưa kiếm súng hashtag thằng lát nữa nó hồi máu lại. Hay là đưa con Vác cái kia. Cái con nhím này chắc lát bán nè. Thú tượng thạch giáp. Chắc lát cho con nu nu quá à. Lát cho con nu nu đi. Để lát ráng kiếm con nu nu cho nó. Chơi 7 cái con súc vật à anh. Trời ơi 7 dương vật em. 7 dương vật. Đổi thành thần điêu đại biệt hay là thần điêu đại hiệp à anh Hiếu ơi. Em không muốn giúp mọi người một tay. Đổi thành thần điêu đại biệt đi em. À quyết kiếm cho giờ hiên đó hả. Không, cái con giờ hiên này nó không bao giờ nó kiểu như là nó bị gây đam đâu. Nếu mà có mua cho nó đó, thì mình nên đưa cho nó cây kiếm ác thần ở với lại cái vô cực đồ này nọ đó. Ê, hay là tôi lấy lại cái ấn linh vật đó tôi đưa cho con này ta. Đưa cho con giờ hiên của tôi. Tới đây mình roll được chưa ta? Lỡ mình roll không ra luôn con nu nu sao trời. Má rồi. Giờ hiên áo choàng á, đưa giờ hiên cái áo choàng bóng tối cũng ngon. Nhà của mình thì con Vác nó là gây đâm chính rồi. Bây giờ mình xếp đội hình lại được rồi đó. Con Vác nó đứng vô góc được. Trời ơi,
Nhà của thằng nào mạnh dữ vậy? Chắc con vé này phải cần cái gì khổng lồ quá, với lại nó cần phải lên ba nữa. Mình vẫn còn thập tử nhất sinh mà mọi người. Mình vẫn còn thập tử nhất sinh nên mình vẫn còn chơi được. Thôi, roll mẹ nó đi. Thôi tôi quyết định roll rồi đó. Má ơi, không ra vách luôn. Xui gì mà xui dữ vậy trời. Không đâu, cái này không top 8 đâu. Tại có người top 8 rồi. Giờ Hiếu mà bui ra được con vách 3 sao thì đẹp. Cái món cuối cùng đưa cho con vách chắc chắn phải là việc khổng lồ đúng không mọi người? Có cái việc nào không? Không có cái việc nào hết. Lấy thú tượng thạch giáp đi ha. Họ lấy thêm cái áo giáp kháng phép, họ lấy cái thú tượng đi. Thú tượng thạch giáp đưa cho con Alita đi. Nhà mình roll kiếm tướng 3 tiền thôi. Nếu mà ra được con Nunu thì mình thế cái chỗ của con này thành con Nunu thôi. Nhà của mình mới 2 ngoại đạo à, mình bị thiếu một ngoại đạo rồi. Là mình thiếu con Leona. Nếu mà nhà của mình lên cấp 9 bỏ thêm con Leona vô nữa thì nó sẽ tròn bài. Đúng rồi, cái ông nào nãy nói đúng rồi đó. Tròn bài luôn á. Hay là lên tù bảo dê kè ta. Nhiều cái quá, nhiều cái hướng để Hiếu chơi quá, Hiếu không biết nên chơi gì luôn á. Lấy bỏ con Rammus đi cũng được, tại con Rammus này cũng không cần đâu. Rammus này mình đưa cho cái con đưa Rammus này cho cái con kia cũng được. Kiểu như là bỏ đồ con Rammus chơi con Leona, bỏ con Leona vô cũng được, nhưng mà có con Leona 2 thì ngon. Nhà của Hiếu có con Leona 2 nữa thì ngon. À, con quỷ bèo vách của nó khỏe quá à. Nó mà ta ghét cái con nhím từ nãy giờ là ngon rồi. Nhà của cái ông này không có giảm hồi máu nên là tôi mới sống trâu vậy đó. Giờ hiên 2 vách đâu? Má tán già bại sản luôn, không ra bác. Giỏi lắm. Good đấy chứ. Good job đấy chứ. Hay đấy chứ. Good mẹ game tôi luôn rồi còn cái gì nữa. Hay luôn. Khoái luôn á. Ghiền luôn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Hên quá, cái con Alita nó trâu quá. Cái nhà phép, nói chung là mấy cái nhà phép thì đương nhiên nó không có thắng nổi mình rồi. Nhưng mà nhà vật lý thì mình thua. Chẳng hạn như cái nhà của ông Bevet thì mình quýnh không lại. Mới bỏ qua con vét hồi nãy. Mua rồi mà. Hello Nguyễn Hoài An nha, chào shop. Nhớ tao không? Mày like về Nguyễn Tí Dục, mày like. Để vét vô góc cho nó chuẩn, chéo qua cho nó đẹp anh. Hợp lý. Để góc góc này đúng không? Ơ nhưng mà mình để như này thì cái con này nó đâu được hưởng cái kia đâu ta. À hay là tôi dồn đội hình qua hết một góc. Ừ vậy thì dồn hết đội hình qua bên một bên thôi. Nhà của mình giờ Hin 2 rồi nè. Giờ Di Hin 2, Vigo 2 là chơi ngoại đạo cũng mạnh lắm rồi đó. Nhưng mà phải chi tụi nó có đồ, tụi nó đéo có đồ. Đây rồi, Lulu đây rồi. Con này hả? Con này cút mẹ đi vừa rồi.
phải đứng ở đây để có gì còn bảo vệ cho cái con tình yêu này nữa. Ê, cái này hả ta? Cái này sao tôi thấy giống như dễ ăn cức quá à. Quyền năng khổng lồ kiếm tử thần. Không, mấy ông tin tôi đi. Cái con vét này nó cầm cái quyền năng khổng lồ cũng được. Rồi cầm quyền năng khổng lồ cũng được. Nhưng mà nó bị cái con kia thổi chết rồi mới sớp. Tính ra là tôi đưa đồ tăng cho nó luôn rồi đó, mà nó cũng chết nữa đó. Má thập tử nhất sinh. Đây rồi, hay. Ây trời ơi, quên đưa cho con Viago cái áo choàng bóng tối chứ tự nhiên không đưa. Bị khồm lùng cái gì á, bị khồm lùng. Ở Viago cầm đỡ thôi, cho con này cầm. Nãy tính lên kiếm súng hashtag cho con vách. Nhưng mà thập tử nhất sinh nó có 18% của máu, đúng không? Nên là mình khỏi cần lên cho nó. Nên cái con vách này cầm cái tăng cờ này đi là ngon rồi. Thôi bây giờ là nếu chung là con rồng nó thổi á, là con beo cái con vách này không bao giờ chết hết. Con rồng nó có thổi cỡ nào cũng không chết. Bây giờ mình nghiên cứu làm sao. À, tôi biết làm sao để tôi khắc chế được cái thằng kia rồi phải sắp. Lát nữa mình gặp cái nào của cái thằng beo vách á, đúng không? Thì mình sẽ để cái con vách của mình đứng hàng nhì. Rồi sau đó nó được kẹp giữa hàng đầu với lại hàng dưới, mỗi bên một con như vậy. Thì là cái con Belvac nó sẽ không gây đam cho cái con Vac của tôi được. Ôi da, nhưng mà cái nhà của thằng đó, của cái thằng ông nội đó là hiểm họa. Lên đây là sẽ bị target rồi. Mình sẽ gặp thằng nào đây? Má ơi, hai thằng đều là hai thằng hiểm họa hết trơn luôn. Rồi, hiểu biết rồi. Hiểu biết chơi sao rồi. Đây, nó sẽ là như này nè. Cho cái con vét của mình để nó còn được hưởng dạng, nó được hưởng cái tăng ở mấy shop. Đứng ở cái hàng nhì. Ừ, đứng ở hàng nhì thôi là được. Cho nó hưởng tăng luôn. Cái con beo vét của tôi cũng bui tăng mà. Ok, đẹp ấy chứ, đẹp ấy chứ, ngon ấy chứ, ngon ấy chứ, đang ngon ấy chứ. Đang ngon ấy chứ. Đang ngon luôn ấy chứ. Trời má, mày dám giỡn với thập tử nhất sinh. Mày dám giỡn với đồ tăng cờ cho vét. Cái gì? Cái gì? Cao nào lại lên tao tải đâu? Nữ khách hư không luôn. Nữ khách hư không. Vậy là mình sẽ thế chỗ được. Lấy linh vật đi. Lấy linh vật về cho nó giật. Lấy linh vật về cho nó giật má. Biến con nào thành linh vật? Biến con nào thành linh vật vậy? Biến con Viago thành linh vật. Trời ơi là trời. Thứ lào đỡ lỗi. Thứ lào đỡ lỗi. Giờ mình lên cấp 9 mình cũng không lên được. Mà mình roll thì mình cũng không biết mình roll cái đéo gì luôn. Rồi cút luôn. Yeah. Roll cho vui thôi chứ cũng không biết roll cái gì nữa. Ơi, thằng quỷ đó nó điếm quá à. Thằng quỷ đó nó điếm ghê á. Tôi chưa kịp hạ cái con vét xuống nữa. Thôi kệ, con vét đứng ở đây nó giết cũng không nổi đâu. Ơi, không ai chơi chiêu con vét. Giờ để cho con vét hưởng cái kia. Ờ, cũng được, không sao, không sao. Vét của mình là vét linh vật mà, nên là nó sẽ được hồi máu. Rồi, ok. Nhà của mình không phải là yếu đâu, mà là do mình thua. Đó là do cái ông này nó sẽ khác với cái ông kia. Cái nhà của ông này có cái khỏe quá, nhà ông này hiểm họa khỏe quá, nhà cái hiểm họa của ông kia thì yếu, mà nhà này mạnh, hiểu không? Thôi kệ, mình ra top 2 cũng được. Ra top 2 cũng được. Cái ông nào hồi nãy nói tôi top 8 đâu? Bước vô đây. Cái ông nào nãy nói tôi top 8 đâu? Bước vô đây. Rồi sao không lấy con giác ngoại đạo, ngu vậy con? À, trời ơi, có một tấm bài cơ, trời ơi, có 7 linh vật rồi, có 7 linh vật rồi thì bỏ ngoại đạo đi chứ.
trời ơi là trời, sao ngu vậy trời ơi. I've been cold for so long.